tòa, đi về đa dùng sạch bề lô cầm hy về sạch ta trì quan ta ha ra hệ tu cà ma nhuần năng phô cha năng sạch bề la phạn tu ma ma chê ta xà ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo lên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là mặt trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lệnh chung hưởng được phước quý cũng dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. A ra ni ya ma tha ku sa lê na yang tăng sang tăng ba đăng a phi sa ma cung cha sắc khổ u chu cha su u chu cha su wa chu cha sa mu đô a na ti ma ni sang tu sa ko cha su pha ro cha ba kích chu cha san la hu ka wu ti sang tình ri yo cha ni ba cô cha ba ga phô cu lê su ananu gích thô na cha khuất đăng sa ma cha rê kinh chi dê na huynh nhô ba rê ô ba wa đầy dùng su khi nô wa kê mi nô hòn tu sắp bê sắp ta pha hoàn tu su khi tắt ta về kê chi ba na phu tắt thi ta sa wa tha wa ra qua ana qua se sa đi ca qua ye ma hành ta qua mạch chi ma rạp sa ca anu ca thù la địch tha qua ye qua a địch tha ye cha đù rê qua san tế a quý đù rê phụ ta qua sam pha quê si qua sập bệ sạch ta pha hoàn tu su khi tắt ta na ba rồ ba rằng ni khúc bề tha nhà ti mình nhề tha cách tha chi năng cành chi già rồ sa na ba ti ca sanh nhà nành nhà mình nhặt sa đúc ca mít chạy gia ma ta gia tha ni văn bụt tăng a du sa e ca bút ta ma nu rắc khề e quầm bị sắp ba phù tề su ma na sanh và qua về abari ma năng met tình cha sắp ba lô cách mình mà na sang và qua về abari ma năng út thằng a thọ cha ti ri dành cha a sam ba thằng a quê rằng a sa bát tăng tịch thằng cha rằng ni sinh nô qua sa già nô qua quách sa quy ra ta mít khô ê tăng sa tình a thích thầy giá brahm ma mê tăng quy hà rằng ý tha ma hô địch tình cha nu ba gầm ma si la hòa đạt sa nề na sam ban nô ca mê su quy này giá ghê nay cha tu gấp pha say dằn bu na rê tì tì người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chật phạt ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu hạn sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng lục khăn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyền niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chế nguyện tại bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh
gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi hoàng tượng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở. Được có một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên dưới và quanh mình. Không hẹp hòi quan trại, không giận hờn quản thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiên thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn, không ai nhiễm dục cần thoát ly đường sanh tử. Y đăng quá ta mê buồn nhân à sa quát ca già quá hàng nô tu, xin cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và chúng con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con tọa trì quy giới. Dạ, con xin dâng mít lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay. Dạ, con kính xin dâng mít cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Thầy. Trước tiên kính lễ thầy con kính đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý nữ sư, quý cô tu nữ. Xin chào thiên đức cha, thiên nhật quỳnh, thiên hồng nhật, thiên lương mộng, thiên hiền hòa, thiên trăng thu, thiên kim, thiên bích tinh na, đại hữu lập thi, thiên ca thi lòng. Còn nhé, huynh về nguồn cội. Hôm chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 205. Trước khi bước vào chương trình sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo ra thành áp tây giá sắc bình đà niết bút thô ma hề si a ra hằng ta tha ga tổ lô bút tam bồ sắc ba ga rù vi chẹt thất bồ lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô vi đồ bình đà ma hành tầng na rắc phù cha này gia cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài Phật Trí Thức không đau sinh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thân giao chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương pháp trần, còn xin đảnh lễ Phật ân, đảng trở thiên chung, nhân dân cúng dường. Thầm mô phát đi vô quý giá tá sơ sát thuốc nô lô ca nó mình thá sơ quý nà thá rô cô sắp bành nhu phước thấp phát đi vô thí sân nhá thô quần đa má hành tăng ná rắp phù cha này giác bằng Pháp bảo quý giá anh vàng như là soi sáng vẹt màn vô minh phát tan lầm lạc chúng sinh đầy những vật tổ quang minh rõ ràng còn xin đảnh lễ pháp quan đáng cho phong chung nhân gian cúng dường sân khô quý xuất khô tu cái tá sơ sa quá khô sê kha su kha mô quá ra thòng ma sê kha khô nình đà bá sân sa lý a na đá rô quá rô quần đà ma an tâm lá ra phù cha này giác cần tăng bảo tên vô phật đà tâm một hôn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trầm sa lệ thế pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng thi đảng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra thành lát tây gia tề chề nát sĩ kha về ê tu quá tha nằng ta xà bí a nú pa về nát sa hát xà dê nát sĩ trạch tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bụt thầy dạ phần tây dương ân đức tam bảo đã xong bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay cầu phật ngôn 205 mời quý vị quan hệ nhìn câu đầu
tiếng. Câu này có hai từ. Bá vi về các ra sẵn bích tòa. Chữ đầu tiên tức là bá vi về các ra sẵn, và chữ thứ hai là bích tòa. Bá vi về các ra sẵn ở đây do hai từ ráp lại, bá vi về các và ra sẵn. Bá vi về các nó là một danh từ nam tính, Ātaraṇṭakumlinga. Bá vi về các có nghĩa là sự tịch tịnh, sự viễn ly, sự vắng lặng. Bá vi về các sự tịch tịnh, sự viễn ly, vắng lặng. Xong chưa? Rồi, sa thú. Rồi, cái từ thứ hai là rác xăng. Rác xăng do cái từ rác xá. Rác xá là một danh từ nam tính, Ātaraṇṭakumlinga. Rác xá là sự nếm mùi vị, sắc thinh hương vị, xúc pháp thì như vậy ở đây tức là rác xá. Và cái từ rác xá này được chia theo đối các số ít, đối tỷ gia quỷ pháp kỹ hệ các quan trần á, cho nên chữ rác xá biến thành rác xăng. Bao quý về các rác xăng tức là vị của sự tịch tịnh, vị của sự độc cư, vị của sự tịch tịnh, vị của sự độc cư. Rồi, mình là chữ tích toa. Đây là một động từ bất biến do căn ngữ ba, tức là sau khi đã uống. Bích toa, sau khi đã uống. Sau khi đã uống. Rồi, căn ngữ ba, đúng rồi. Như vậy thì cái câu đầu tiên này, Pavitwe Karasang Piktoa, Pavitwe Karasang Piktoa là sau khi đã uống vị của sự tịch, sau khi đã uống vị của sự tịch tịnh. Bây giờ đến câu số 2. Câu số 2. Rasang upasamasaja. Câu số 2 chúng ta có 3 từ. Rasang là 1, upasamasa là 2, và cha là thứ 3. Chữ rasang giống như cái chữ rasang ở trên. Có nghĩa là sự nếm mùi vị, sự nếm mùi vị. Ra sẵn sự nếm mùi vị. À,
Rồi, từ thứ hai, Upasamassa, 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 chúng ta thấy ở đây, Upa cộng với Sama, Upa là một cái động ngữ, một cái từ đi phía trước, Upa có nghĩa là hướng về, rồi gần kề, Upa là hướng về gần kề. Và samasa, samasa do căn ngữ của sam, cái từ sama đó, sama nhân từ nam tính ha, akaranta pumlinga, nhưng mà sama này được chia theo sở hữu các số ít chatti vipatti ekavacana, cho nên chỉ Sama biến thành Samasa. Vậy thì Upasamasa có nghĩa là của sự tịch tịnh, của sự an tịnh, của sự lắng dịu. Upasamasa. Chá có nghĩa là và, chá có nghĩa là và. Vậy thì câu số 1 và câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Bơ quý về ca ra rằng bích tòa ra rằng u ba sa ma sa chá. Bơ quý về ca ra rằng bích tòa ra rằng u ba sa ma sa chá. Sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, ý nghĩa của hai câu đó là như vậy. Chúng ta đến câu số 3. Nít đa rô hô tí nít ba bồ. Nít đa rô hô tí nít ba bồ. Nít đa rô hô tí nít ba bồ. Câu số 3 chúng ta có được 3 từ. Nít đa rồ là 1, hồ tí là 2, nít ba bồ là 3. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Nít đa rồ, ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ní nó đi phía trước. Tiếp đầu ngữ này có nghĩa là lìa, khỏi, rời. Và chữ đa rô, cái từ đa ra. Đa ra là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Đa ra có nghĩa là sợ hãi. Nhưng mà chữ đa ra này được chia theo chủ các số ít. Cho nên chữ đa ra nó biến thành đa rô. Vậy thì nidda rô có nghĩa là không còn sợ hãi. Nidda rô là không còn sợ hãi. Rồi, chữ hô tí cũng giống như động từ tu bi ha. Thì là hô tí là thì là. Rồi nít ba bồ. Nít ba bồ chúng ta thấy cái từ ngữ nít có nghĩa là không ha. Rồi chữ ba bồ do cái từ ba ba. Ba ba là một danh từ trung tính, akaranta napumsakalinga. Ba ba có nghĩa là việc khác.
Nhưng mà chữ ba ba này đứng làm chủ các số ít, à, chủ các số ít và tham án e câu quay cho nó bị phát tí, cho nên chữ ba ba chuyển thành ba bồ. Niết ba bồ là không còn ác xấu, lìa khỏi ác quấy, không còn ác xấu, lìa khỏi ác quấy. Bây giờ còn câu thứ tư làm luôn ha. Câu thứ tư: tham ma pi ti ra sáng pi quăng, tham ma pi ti ra sáng pi quăng, tham ma pi ti ra sáng pi quăng. À, câu cuối cùng chúng ta có hai từ: tham ma pi ti ra sáng và cái từ pi quăng. Tham ma pi ti ra sáng ở đây do ba từ cộng lại: tham ma, rồi pi ti và ra sáng. Tham ma nó là một danh từ nam tính, ác rằng ta cùng rình gá. Tham ma có nghĩa là giáo pháp, tham ma là giáo pháp. Rồi pi ti đó là một danh từ nữ tính, ý rằng ta ít thì rình gá. Pi ti có nghĩa là quan hỷ, hân hoan. Rồi chữ ra sanh do cái từ ra xa, nó là một danh từ nam tính, ác rằng ta cung linh gác. À, ra xa có nghĩa là vị, mùi vị, sinh ném. Và cái từ ra sanh này được chia theo đối các số ít, đối thị gia quỳ phát tí ê cao quá trình á. Cho nên ra xa biến thành ra sanh. Vậy thì tham bác vi cứ ra xong, có nghĩa là vị hoan hỷ của giáo pháp, hương vị hoan hỷ trong giáo pháp, vị hoan hỷ của giáo pháp, hoặc là hương vị hoan hỷ trong giáo pháp. Cái từ cuối cùng tiết quăng do căn ngữ ba, đây là một hiện tại phân từ nam tính, à, và ở đây nó được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giá quỷ pháp tí e cao quá trình á. Tiết quăng có nghĩa là trong khi uống, khi quần là trong khi uống. À, như vậy thì cái câu số 3 và câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa: niết cả rô hô tít niết ba bô thăm mắc vi thi là sân bí quần. Nít đá rồ hồ tí nít ba bồ thầm mắc vi tí ra thần tí quần. Trong khi uống vị hoan nghĩ của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Alo, xin đọc lại: nít đá rồ hồ tí nít ba bồ thầm mắc vi tí ra tí quần. Trong khi uống vị hoan hỷ của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Đó là ý nghĩa câu số 3 và câu số 4. Ý của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Và qua ý nghĩa của từ vựng, à, chúng ta thấy câu Phật ngôn 205 có được một ý nghĩa thông suốt. Sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, trong khuôn
bị quan nghĩ của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Chúng ta xin đọc lại ha. Sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, trong khi uống vị của sự quan nghĩ của giáo pháp thì trở thành không còn sợ hãi, không còn ác xấu. Này Hòa Thượng Giới Đức, đâu khổ thơ lục ác thế này: nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Đó là qua sự phổ thơ lục mát của Hòa Thượng Giới Đức. Còn Hòa Thượng Minh Châu đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là lưỡi dịch ngũ ngôn của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trong ý nghĩa từ vựng, quý vị có thể nào thắc mắc tại sao ai có ý kiến gì không? Rồi, không có thì bây giờ chúng ta đi vô cái phần trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định theo câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 205 ha. Rồi, cái câu đầu tiên: Pa-vi-ve-ca-ra-sang-bi-t-tua. Qua câu này, quý vị thấy có được bao nhiêu từ trong này? Và Chích Kim, Chích Mita, Chích Nhật Quỳnh, nay là 8 từ. Bây giờ tổng lại thì tại sao ha? 3 là 1. Chích Dung Nguyễn á, nó giỏi dữ ha. 3 là 1 ha, Quý là 2 ha, Quê là 3 ha, Cá là 4 ha, Rá là 5 ha, Săn là 6, Bích là 7, Toàn là 8. Nhớ ha, chữ đầu tiên đọc là 3, chân qua đọc là 3 nha. Chích Dung Nguyễn. Rồi, trong 8 âm này, trong 8 từ này, quý vị nghe chúng tôi đọc: Pa vi ve ca ra sang bi tua, có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Chị Kim ha, chị Nhật Quỳnh ha, chị Mê Ta nói có 4. Rồi, chị Trung Nguyễn bỏ tay chấm con rồi, chịu thua rồi. Đâu dám trả lên tập ra sợ quê. 4 đó là như thế nào? Chữ quê là 1 à, ha. Quê là 1 trường âm ha. Chữ săn là 1 trường âm ha. Chữ bích là trường âm thứ 3 ha. Và chữ toa là trường âm thứ 4. Chính xác ha. Chính cái chỗ mà bích toa này nó rắc rối quá, trình Sích Dung Nguyễn coi như là hơi ngần ngừ ha, do dự. Rồi bây giờ đi vô chi tiết ha. Bao nhiêu trường thông thường? 4 trường âm, nhưng mà nó hỏi rằng trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường không có hả? Thì sao chàng không nghe, sao mà tự nhiên cho ba hộp kiệt bự quá vậy hả? Chứ kem trên ba hộp kiệt mà ở dưới thì tới 2 là sao? Hỏi trường âm thông thường có được bao nhiêu? Thấy có 2 rõ ràng này, tức là
chữ quê là một ha, chữ toa là hai, đó chính là hai trường âm thông thường ha. Đó là hai trường âm thông thường mà nó đưa lên ba số hộp dịch ha, đưa lên ba hộp dịch thì kiểu này là bị đứt chế là ha. Rồi bên chào đạo hữu niềm riêng ha, vừa đến với đạo tràng à, cái nickname này thêm mới mới ha. Rồi câu đầu tiên này, có bao nhiêu trường âm nhẫn, có bao nhiêu trường âm nhẫn đâu, hay quá ha, cái này bộ dễ nè. Trường âm nhẫn có một, đó là chính là chữ bích à, chữ bích là một trường âm nhẫn. Và cái câu đầu tiên này quý vị thấy có bao nhiêu loại trường âm, có bao nhiêu loại trường âm, xin nhật quỳnh bị hố ha. À, trường âm đọc theo giọng nguyên âm chưa hỏi tớ mà trả lời sớm là cái gì vậy không biết nữa. Rồi có tất cả là ba loại trường âm ha. Rồi bây giờ thắc mắc một cái nữa đó, hỏi rằng có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ồ, cái này mới rõ ràng chứ. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm đó chính là chữ sân. Rồi hồi nãy xích kiềm trong cái này tra lên cái câu bị đứt chén, không biết nữa, không hiểu rồi, có hiểu được cái câu này thế nào không, mình đưa lên ba không. Rồi mời xích kiềm phân tích lại cho rõ ràng. Alo, câu đầu tiên trường âm đoạn âm thế nào, phân tích cái gì. À, xin kiếm đâu rồi? Rồi, xin vắng mặt một chút ha. Rồi, xin Nhật Quỳnh có lý do. Rồi, bây giờ xin kiếm phân tích câu đầu tiên này ha. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ vị Phật tử. Chết, cái wifi của sư nó bị gớp xuống ngoài, nó cà giật. Không biết gì có còn đỡ hơn không. Còn phân tích câu số 1 này đây. Kính chào sư và đạo tràng. Niềm riêng, niềm riêng, niềm chung gì cũng chết ngắt hết trơn à. Dạ cảm ơn cô Mít Đà đã nghe rõ. Quý vị có nghe rõ không ha? Dạ cảm ơn cô Dung Nguyễn. Bá quý quê Khá ra sẵn tích tòa. Bá quý quê Khá ra sẵn tích tòa. Phá là đoạn âm, quý là đoạn âm, quê là trường âm thông thường. Khá là đoạn âm, rá là đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đít là trường âm nhắn, toa là trường âm thông thường. Trong câu này có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có hai chữ là chữ quê và chữ toa. Trường âm đọc trọng nguyên âm có một chữ là chữ săn. Trường âm nhắn có một chữ là chữ bít. Đọc bít, 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 whatever. Đoạn âm có bốn chữ là phá, quý, khá, rá. Toa, để đây đi, để quên. Qua, qua, toa. Ôi trời ơi, tiếp tục. Dạ, con... con phân tích rồi đấy sư. Trong cái câu này sư cũng nói nó có 8 từ. Dạ, có một câu thôi. Không biết con nói gì con quên nữa. Trời con già rồi, con bị đứt chến hoài, con nghe đứt chến hoài, con cũng biết đứt thần kinh luôn đó sư. Thôi con trả máy lại đó. Alo. À, phân tích sao dở quá, sao chỉ con mình xin mít ta tặng bông tặng hoa thôi à. Phân tích sao người ta nghe cho người ta có cái có sự cảm thông, có sự thương mến, người ta tặng hoa nhiều chứ con mình xin mít ta tặng có ba cành hoa à. À, ông thanh vậy nghe có rõ không mà cho tôi ba không vậy à, khổ đế vậy. Rồi bây giờ tới câu số 2. À, phân tích vậy là chính xác rồi.
Câu số 2, Rasang Upasamasaja, Rasang Upasamasaja, Rasang Upasamasaja. Câu số 2, tính lại là được 2 câu ha, nhưng mà câu số 2 này có bao nhiêu đoạn âm? Câu số 2 có bao nhiêu đoạn âm? À, chị người ta lẹ quá ha. Chị kiếm thua rồi. Mấy chào Sĩ Xu Khá, đi học trễ. Rồi, như vậy là có 6 đoạn âm. Bây giờ chúng ta coi có phải không? 6 đoạn âm. À, Sĩ Dung Nguyễn cũng đếm chậm thua người ta. Cô giáo mà làm chậm như vậy là thấy thua rồi nha. Phải nhanh tay lẹ mắt nè. Sĩ Mê Ta lớn tuổi rồi mà đứng hàng đầu nè. À, chữ Rá là 1 ha. Chữ U là 2 ha. Chữ Ba là 3 ha. Chữ Xá là 4 ha. Chữ Xá nữa là 5 ha. Chữ Xá, chữ Chá nữa là 6. Ờ, tất cả là 6 đoạn âm. Vậy thì câu này có bao nhiêu trường âm nhấn? Có bao nhiêu trường âm? Ồ, Sĩ Dung Nguyễn sao bây giờ lẹ tay vậy? À, hồi nãy nói chê nó chậm chậm, bây giờ nằm tới ha. À, bây giờ đây là lên tay lẹ mắt rồi. Một trường âm nhấn. Mà một trường âm nhấn đó chính là chữ mắt. À, chữ mắt. Mắt này gọi là mắt điên, mắt khùng mà mắt xa. À, chữ mắt đó là một trường âm nhấn. Câu số 2, có bao nhiêu loại trường âm? Alo, có bao nhiêu loại trường âm? Mà còn có câu số 2 này, bao nhiêu loại trường âm hả? Chị Dung Nguyễn bị hố rồi ha. Rồi từ số 1 chạy qua số 2 ha. Rồi chị Kim cũng nói rằng có 2 ha, 2 loại trường âm. Vậy thì có bao nhiêu trường âm đặt theo giọng nguyên âm? À, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sĩ Mera, Sĩ Kiều Nguyễn. Ô, Sĩ Xu Khá mới tới, không biết có uống cà phê có sáng sủa chưa mà thấy chắc lên số 1 như này. Ô, mà cũng đúng. À, có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó chính là chữ sân. Có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Sao Thiết Kim đưa lên cái câu gì bự vậy đấy? Đó, đó sao kỳ vậy? Không à? À, hỏi sao đây? Hồi nãy hỏi trường âm thông thường hay là trường âm gì đây? Quên mất tiêu rồi. À, quý vị nhắc lại dùng coi. Chứ Thiết Kim mà vừa số 0 vừa số 1 nghe không rõ à? Hỏi có bao nhiêu trường âm thông thường? Hỏi bao nhiêu trường âm thông thường? À, bây giờ Sĩ Trung Nguyễn nói không nè. Rồi Sĩ Số Cá cũng nói không, Sĩ Kim nói không. Đúng rồi, nói không. Wow, à, thông cảm đi. Trời ơi, lão la trời tăng mà sắp chết rồi. Vậy nên bị dắt một cái mà cũng bắt lỗi nữa, khổ quá bà con ơi. Cái câu này hỏi có bao nhiêu trường âm thì quý vị nói có 2 trường âm ha. Có 2 trường âm. Thì 2 trường âm thì quý vị nói trường âm nhấn chữ mát nè, trường âm đọc theo giọng nguyên âm chữ xăng nè. Bây giờ hỏi trường âm thông thường làm gì có mà chắc đấy. À, một câu có 8 từ thì 2 trường âm rồi. Hỏi đi. Để suy hỏi. Chị hỏi nói gì? Và nói tiếng Việt chứ nói gì? Khổ quá. Rồi, bây giờ cái câu này
này, dùng ngữ Nga hồi nãy bị hố này. Bây giờ xin dùng ngữ lên phân tích lại câu số 2 cho bà con rõ, lẩm cẩm rồi, cho nên bây giờ nhắc lại đi. À, xin dùng ngữ nhắc lại cho chính tôi được nghe rõ chút nè. Dạ, con kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Giáo Pháp và ơn đức Tăng. Con kính đảnh lễ lời Trí Đức. Con kính chào quý cô và các chúng trong đạo tràng. Con phân lại cái câu số 2 ạ. Rá sang ốc bá má xá chá. Rá sang ốc bá xá má xá chá. Rá sang ốc bá xá má xá chá. Và câu này, rá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng đằng nguyên âm, ốc là đoạn âm, bá là đoạn âm, xá là đoạn âm, má là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chá là đoạn âm. Và con nghe kính là trong câu này có hai trường âm, một là trường âm đọc giọng nguyên âm và một trường âm nhấn, và còn lại là đoạn âm. Và con kính gửi biết lại cho ngài. Xin dùng Nguyễn tiến bộ. À, đây là sao mà 1212 hoài gì nè. À, trong đạo tràng có nghe rõ không? À, nghe âm thanh rõ. Ồ, sức kim này quậy quá ha. Ai cũng nghe hết, có một mình cô cũng chịu nghe ha. Rồi cái nói đức chế rồi tùm lum đà đá. À, hôm nay sức dùng Nguyễn tiến bộ thay vì chữ ra là không đọc là ra, chữ ú không đọc là u, chữ bá không đọc là ba, chữ xá không đọc là xa, chữ mắt chính xác, chữ xá chữ chá. Hôm nay dùng Nguyễn công một sự tiến bộ ha. Phân tích cho biết rằng có hai trường âm, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chữ xăng và trường âm nhấn là chữ mát, còn lại là sáu đoạn âm chính xác. Ồ, đáng lẽ là bà con phải tặng hoa cho nhiều chứ, ít quá ha. Là như vậy thì xin dung Nguyễn đâu có lên tinh thần ha. À, bồ xin mê tà tăng thêm mà hoàng hỷ. Rồi câu số 2, có ai còn thắc mắc không? Còn ai thắc mắc cái câu số 2 không? À, bên chào đạo hữu Ghé Rôm vừa đến với đạo tràng. Như vậy thì câu số 1, câu số 2 sau khi phân tích giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Ở quý quê ca ra thần tích tòa rất thần u ba sa mát sa cha. Ở quý quê ca ra thần tích tòa rất thần u ba sa mát sa cha. Ở quý quê ca ra thần tích tòa rất thần u ba sa mát sa cha. Rồi, trong hai câu này có vị nào thắc mắc không? Đây, không ai thắc mắc phải không? Bây giờ chúng ta đến câu số 3. Nít đa rồ hồ tí nít bà bồ. Nít đa rồ hồ tí nít bà bồ. Nít đa rồ hồ tí nít bà bồ. Câu số 3 có 3 từ. À, trong 3 từ này thì quý vị thấy có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? À, chị Kim á, cũng nghe rõ đàng hoàng á, chát lên đầu tiên, vậy mà nói rằng bị đứt chế, bị đường truyền thế này thế kia nghe không được. À, rõ vậy nó còn kiếm chuyện nữa ha. Rồi.
và tất cả là 6 trường âm. Vậy thì trong 6 trường âm này nó có được bao nhiêu loại trường âm? Nó chậm nghe, nó chậm rõ ràng vậy đó, không có tiếng chuyện nữa nghe. Rồi xích Nhật Quỳnh nè, xích Kim nè, xích Mê Ta nè, xích Đúc Khá nè, xích Dung Nguyễn nè, có hai loại trường âm nó nằm trong này ha. Vậy thì bây giờ hỏi lại quý vị, trong hai loại trường âm đó có bao nhiêu trường âm thông thường, có bao nhiêu trường âm thông thường? Quý vị nói có 4 trường âm thông thường, đó là chính là xích Kim nè, xích Meta, xích Su Khá. 4 trường âm thông thường đó chính là chữ Rô, chữ Hô, chữ Ba, chữ Bồ, chính là 4 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm sao cho hột dịch không vậy nè? Tại vì không có cho nên mới có hột dịch, còn có thì không có hột dịch đâu ha. Như vậy thì câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì trường âm thông thường chúng ta tìm ra rồi, còn trường âm nhắn có được bao nhiêu? Alo, trường âm nhắn. Quý vị nói nhà này xích Kim nói trường âm nhắn có 2, xích Meta, xích Su Kha, xích Dung Nguyễn cũng nó có 2 luôn, và 2 trường âm nhắn đó là chữ Nít và chữ Nít, chữ Nít và chữ Nít, đó là 2 trường âm nhắn chính xác. Nhưng mà cái này cũng hơi nghi nghi, xích Su Kha lâu lâu vô thấy người ta chát sao cũng có chưa chát theo vậy, nhưng chưa chắc là đúng. Rồi bây giờ mời xích Su Kha lên để phân tích cho bà con thấy rằng thực tại mình thấy nó là như vậy đó. Rồi xích Kim nói rằng phải nhớ trước khi cầm micro lên phải alo kìa. Rồi mời xích Su Kha. Alo. 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 Dạ, tại con thấy cái bàn thoát nó mới hướng dẫn sử dụng, nó mới thay đổi cái hình dạng bàn thoát hay sao ấy, nên là bây giờ nó vào hơi bị khó ạ. Dạ vâng, con cảm ơn các cô đã cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính nịnh đến Thượng Tọa Chi Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã con xin phân tích đoạn số 3 của câu kinh Pháp Cú số 205. Nít đa dù hồ tin nít bà bồ. Nít là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, dù hồ là trường âm thông thường, tín là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, ba bô là trường âm thông thường. Đã, câu này có 2 trường âm nhấn và 4 trường âm thông thường.
mà không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong, dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ Sikh Sukha, tức là do kỹ thuật của Bằng Thóp mà bị đến với cái lúc này hơi khó khăn ha. Có một sự thay đổi thế nào đó mà Sikh Sukha đã đến với cái lúc này rất là khó. Nhưng mà cái thành công là Sikh Sukha đã phân tích chính xác. Sa thủ bên chào Sikh Hạnh Dung vừa đến với đạo tràng. Bây giờ chúng ta còn câu số 4, câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng là tham mắc pi tí rắc sang pi quăng, tham mắc pi tí rắc sang pi quăng, tham mắc pi tí rắc sang pi quăng. Câu cuối cùng chắc đây mấy kiểu mới là nó khó ha. Rồi không sao. Bên chào Sikh Hạnh Dung. Sikh Hạnh Dung mới đến với đạo tràng chưa biết gì hết. Vậy thì câu số 4 này Sikh Hạnh Dung phân tích như thế nào? Chúng ta hãy chờ xem Sikh Hạnh Dung. Alo, xin mời Sikh Hạnh Dung. Thông Bác Phi Tí Ra Thằng Tí Quần. Rồi, xà thu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong room. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Con phân tích câu số 4 trong Pháp Cú Kinh số 205. Tham Ma Bì Tí Ra Sang Phi Quang, tham ma bi tí ra sang tí quăng. Dạ, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, bi là đoạn âm, tí là đoạn âm, ra là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, tham ma bi tí ra sang bi quăng. Dạ, trong câu này có hai trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm nhấn là chữ tham, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ sang và chữ quăng, còn lại là đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, nếu có sai xin sư sửa cho con. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ. Alo, Sikh Hạnh Dung âm thanh hơi nhỏ, cho nên nghe không được rõ. Rồi, bây giờ xin mời Sikh Niệm Từ phân nghĩ phân tích lại để cho đạo tràng được nghe rõ hơn. Alo, Sikh Niệm Từ, xà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ con kính đảnh lễ cô Tuệ Duyên, dạ con kính chào đạo tràng, dạ cảm ơn cô Tuệ Duyên, Sis Mita, Sis Hạnh Dung, dạ Sis Nhật Quỳnh, Sis Kim cho con biết là âm thanh rõ. Dạ con xin đọc và phân tích câu số 4. Tham ma bi ti ra sang bi quang, tham ma bi ti ra sang bi quang. Dạ, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, tí rá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, như vậy trong câu này có ba loại trường âm. Trường âm nhấn có một là tham,
trường âm thông thường có một là bi, trường âm nhấn có hai là xăng và quăng, còn bao nhiêu là đoạn âm, và có má, tí, rá là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong, và con xin dâng bích lại cho ngài, và con có sai xin ngài sửa lời giùm con ạ. Nam mô Bố Tha giá. Alo, xin niệm từ ha. Hai người phân tích mà chưa có ổn định lắm ha. Chưa biết ai đúng ai sai ha. Thêm người thứ ba cho nó chắc ha. Ha. Để coi thử người thứ ba lên phân tích cái đúng thuộc về người nào trong hai người này. Thật là xin niệm từ với xin hành dung ha. Mời cô tu nữ Tuệ Duyên, đây là một cầu thủ chuyên môn chụp mic không à, chứ không có bao giờ thấy đưa tay hết. 1, 2, 3 chụp micro nè. Dạ, sa thú con kính này ăn ngài. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con xin nói ngài nói con phân tích giùm hai người Hạnh Dung và Dung Nguyễn. Thì câu đầu tiên á, Hạnh Dung thiếu cái chữ bi, tức là thăm má bi tí xa rá sân bắt bí quăng. Hạnh Dung không có nói chữ bi mà nói hai chữ bí không. Còn Dung còn niệm từ thì nói đúng. Dạ con xin phân tích lại. Dạ niệm từ đúng, không biết con nghe có làm ngôn ngữ nhưng mà để con xin phân tích lại. Thăm má bi tí rá sân bí quân. Thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, rá là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, quân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong. Rồi còn ngài chỉnh, nếu con có sai xin ngài chỉnh lại cho con sửa. Dạ con kính nhận minh đến ngài ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chắc là trong ba người cô tôi nữ Anh Duyên xin niệm từ và xin hành dung. Mỗi người có một cách phân tích khác nhau, không ai giống ai. Như cô tôi nữ Tuệ Duyên nói thì xin hành dung bị bóp nơi chữ bi mà đọc là bí ha. Chữ bi tí đọc là chữ bí và cho đó là một đoạn âm. Rồi xin niệm từ phân tích đúng, nhưng mà khi mà gom lại thì chữ sân và chữ quân không nói đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà nói nó là một trường âm khác chứ đâu có sai. Nói trường âm khác chứ đừng nói trường âm sai ha. Rồi còn tôi cũng có tu nữ Tự Nhiên thì sự phân tích của cô tu nữ Tự Nhiên khó nói rồi, đúng quá vậy ha. Hay chị Kim tặng bông tặng hoa quá trời quá đất hả, đâu có sai. Cô tu nữ Tự Nhiên tức là cái sự phân tích của cô tu nữ Tự Nhiên là khác hai cái vị kia, cho nên coi như là đúng hoàn toàn. Rồi thay chị Kim tặng bông như vậy là thay. Rõ ràng sai thì sửa, có vậy chúng ta mới tiến bộ. Rồi bây giờ trở lại vấn đề.
Câu số 4 là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Ôn lại ha. Thầm mắc bì tí ra sàn bi quần, trường âm thông thường là chữ bi, trường âm nhắn là chữ thâm, và trường âm đọc theo dạng nguyên âm là chữ sân và chữ quần. À, như vậy là chúng ta thấy có bốn trường âm và bốn đoạn âm. Trời ơi, ông nói cho ông vừa mất kiến nè, đây còn dư cái, tại chưa đeo mất kiến. Rồi, thôi bà con thông cảm ha. Trong room này cũng toàn là người lớn tuổi cả, cho nên quý vị thông cảm đi. Rồi, sĩ kia mang kiến đang thui vậy, thấy cái gì? Mang kiến trắng mới thấy rõ, nhưng mang kiến đen là nhìn vô thấy đang thui, đuôi mắt luôn á. Rồi, bây giờ câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, dòng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Nít đà rô hồ tí nít bà bồ thầm mắp bì tí ra thằng tí quần. Nít đà rô hồ tí nít bà bồ thầm mắp bì tí ra thằng tí quần. Nít đà rô hồ tí nít bà bồ thầm mắp bì tí ra thằng tí quần. Rồi, hai câu này có ai thắc mắc không? Alo, có ai thắc mắc cái từ nào, cái chữ nào trong hai câu này hoặc là nguyên câu bài? Nếu không, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Bà quý vị ca ra sang bí tòa ra sang u ba sa ma sa cha ni đa rồ hồ ti ni bà vô thầm ma bì ti ra sang bí quần. Bà quý vị ca ra sang bí tòa ra sang u ba sa ma sa cha ni đa rồ hồ ti ni bà vô thầm ma bì ti ra sang bí quần. Bà quý vị ca ra sang bí tòa ra sang u ba sa ma sa cha ni đa rồ hồ ti ni bà bồ thầm ma bì ti ra sang bí quần. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Sao sử dụng hai chữ D liền nhau đọc là gì? Đó là trường âm nhắn. Hai chữ D để tìm coi. Nít đa rồ, hai chữ D chúng ta đọc với nít kéo dài, mà bởi vì một cái nguyên âm ý đã đứng trước hai chữ phụ âm ghép là hai chữ D, cho nên chúng ta đọc là nít đa rồ, chữ nít chúng ta kéo dài, đó là trường âm nhắn. Rồi còn thắc mắc gì không? Chữ nít nó cũng giống như chữ nít ba bồ, hai chữ B đi liền với chữ Ý là một nguyên âm, đoạn âm, và chúng ta đọc là nít ba bồ, nó cũng là trường âm nhắn, chữ nít, chữ nít. Rồi còn chỗ nào thắc mắc nữa không? Rồi trước khi đọc phải thắc mắc là hỏi, bởi vì chúng ta phải học rồi hỏi rồi phải hiểu rồi khi đó mới nhớ được để mà thực hành. Rồi hết rồi ha, hết rồi thì mời sĩ Dung Nguyễn đưa tay lên trước. Thắc mắc là phải đọc trước chứ. Rồi sĩ Dung Nguyễn bàn tay đâu rồi, cứ bình tĩnh mà luôn ha. Dạ, con kính đảnh lễ Nam Mô Tam Bảo Ân Đức Phật, Ân Đức Giáo Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính chào cô Tu Lượng Tề Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ là rung thì có sự đó. Con xin phép đọc câu Pháp Cú 205. Dạ có nghe con nói không ạ? Bá quyết kê cá rá sân bích tòa rá sân út bá xá má xá cha nít đá rô hô
tí mít ba bồ thăm má thăm má bí tí rá sằng bí quăng bá quy quế cá rá sằng bí hòa ra rá sằng út bá má xá sát trà nít đa nít tha rô hô tì hô tí nít bá bồ thăm má bít tí đá sằng bít quăng bá quy quê cá đá sằng bít hòa rá sằng bít bá xá má xá chá nít tá rô hô tì nít bá bồ thăm má bít tí rá sằng bít quăng đã nếm về độc cư được hưởng vị nhân cận không sợ hãi không ác nếm được vị pháp thủy bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con biết là con đang đọc bánh vần cho nên là con đọc chưa có nối được các cái câu với lại với nhau. Dạ thì con kính ngài thì chỉnh sửa lại giúp cho con ạ. Dạ con xin cha mít lại cho đại trường. Alo, xà thủ sư Dung Nguyễn. Như vậy là tiến bộ rất là nhiều. Cái chữ chá trong ba lần đọc cái từ thứ hai câu số 2 mà cái chữ cuối á Upasamasacca thì cái chữ chá này sư Trung Nguyễn trong ba lần đọc, hai lần đầu thì đọc là cha nhưng mà lần thứ ba đọc là chá là thấy có một sự sửa đổi tốt. Còn một từ nữa ba lần đọc từ một trường âm thông thường nó biến thành một đoạn âm, đó là chữ bi tí, mà chữ bi này cứ đọc là bí không thì ba lần đọc bí thì chỉ sai cái từ bi tí này thôi ha. Cô lên bảo đảm lần sau nữa là đọc chính xác ha. Rồi xa tu mới đến với đạo tràng như vậy cũng là một sự tiến bộ rất là nhiều. Xa tu xin mời bàn tay tiếp tục ạ. Dạ, con xin kính chào sư giới đức, các cô tu nữ và Phật tử. Con nhường cho cô số khá mà không thấy cổ lên, thôi con lên cho rồi, để khỏi mất thì giờ. Dạ, con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu 205 ạ. Dạ, cảm ơn các cô Nhật Quỳnh, cô Mê Tà, cô tư nữ Duyên đã nghe rõ. Dạ, thôi để con đọc cho xong cho rồi, khỏi chờ mất công quá. Báo quý quê, khá ra sẵn tòa. Ra sang upasamas satatanit daro ho tinip ba bo thamma pi ti ra sang pi wang pawi we kara sang pet toa ra sang upasamas satanit daro ho tinip ba bo thamma pi ti ra sang pi wang pawi we kara sang pet toa ra sang upasamas satakanit daro. Ôi đọc câu này lại. Ta quy về ca ra sẵn bít tòa ra sẵn upasamas sa cha nít đa rô hồ tí nít bà bồ thầm má phì tí ra sẵn tí quăng. Ta quy về ca ra sẵn bít tòa ra sẵn upasamas sa cha nít đa rô hồ tí nít bà bồ
thầm má phì tí ra sàng pi quằn. Đã ném vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, ném được vị pháp hỷ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa, con xin trả máy và nhường lại cho người khác ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Và cảm ơn cô Tệ Duyên, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Sích Hoa Nguyệt, cảm ơn Dung Nguyễn đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sao Nhật Quỳnh chờ hoài không thấy cô Tự Duyên cầm bích gì cô, chị Meta nữa, nên Nhật Quỳnh xin phép cầm bích á, hơi nhỏ, không sao đâu, đọc kinh nó lớn à, nói nó nhỏ, đọc kinh nó lớn, Dung Nguyễn, đúng rồi Dung Nguyễn, đọc kinh là nó to lên, bị rầy hoài à, dạ. Ba quy về ca ra sàng, quyết tỏ ra sàng, u va sa mát, sa cha nip đa rồ hồ ti nip bà bồ thầm ma bì ti ra sằng vi quăng vi về ca ra sằng bịt tỏ ra sằng u va sa mát sa mát sa cha nip đa rồ hồ ti nip bà bồ thầm ma bì ti ra sằng vi quăng ba vi về ca ra sằng bịt tò ra sằng uvasama sacanip đa rồ hồ ti nip và bồ thầm ma bì ti ra sằng bi quăng ba quy về ca ra sằng bịt tò ra sằng uvasama sacanip đa rồ hồ ti nip và bồ thầm ma bì ti ra sằng bi quăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô đo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Và đây là bản chuyển ngữ, chuyển bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con có sai, ngài sửa lại cho con sẽ sửa. Dạ con thấy hồi nãy con gõ từ vựng sai rồi, chữ nếm này là con gõ từ vựng sai rồi. Dạ xin sám hối với đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ mời cô Tự Duyên cầm bích nha. Dạ, sa thú, cảm ơn Nhật Quỳnh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn chị Meta, Nhật Quỳnh đã chứng minh rõ. Dạ, bây giờ con xin đọc bài cầu Phật cú số 205. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Ba quy về ca ra sằng bì tòa ra sằng u ca sa ma sa cha ni ra rô hồ ti ni ba bồ tham ma bì ti ra sằng bi quăng ba quy về ca ra sằng bì tòa ra sằng u ca sa ma sa cha ni ra rô hồ ti ni ba bồ tham ma bì ti sa ra thầm mắt bị tị ra sằng bi quăng ba quy về ca ra nằng bị tỏ ra sằng u ba sa ma sa chan đi ra rồ hồ ti đi ba bồ thầm mắt bị tị sa lẹo này thầm mắt bị tị ra sằng bi quăng
Bawi về kata sang ti to ra sang upa sama sacat ni daro ho ti ni ba po thamma bi ti ra sang ni quang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Xích Niệm Từ. Dạ, kính mời Xích Niệm Từ. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Nam mô Bụt Cha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ cô Tuệ Duyên. Cảm ơn cô Tuệ Duyên đã trao mic lại cho con. Dạ, kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, Sít Mita, Quan Nguyệt cho biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 205. Bawi về karasang victor rasang upasamas sachanit daroho tinip babo tham ma bi ti ra sang bi wang ba bi we ka ra sang bi to ra sang u ba sa ma sa cha nit da ro ho ti ni pa bo tham ma bi ti ra sang bi wang ba wi we ka ra sang bi to ra sang u ba sa ma sa cha nit da ro ho ti ni pa bo tham ma bi ti ra sang bi wang. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Ba quy về ca ra sang bích tòa ra sang u ba sa ma sa cha nít đa rồ hồ ti nít bà bồ tham ma bì ti ra sang bi văn. Dạ, con xin đọc bài chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ, con đã đọc xong. Con có đọc sai, xin Ngài sửa lại dùm con. Dạ, niệm từ xin trao biết lại cho đạo tràng. Kính mời đạo tràng lên trả bài. Dạ, Nam Mô Bụt Cha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Thị Duyên, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đáng nghe rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thị Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 205. Bá quý về cá ra sang biết tòa ra sang u sa mát u ba sa mát sa cha nít đa rồ hồ tí nếp ba bồ thầm ma bì tí ra sang bí quăng bá quý về cá ra sang. Dạ, con xin sám hối, con đọc lại. Bá quý về cá ra sang biết tòa ra sang u ba sa mát sa cha nít đa rồ hồ tí nếp ba bồ thầm ma bì tí ra sang bí quăng bá quy về ca ra sang bí tòa
ra sàng ô sa ô ba sa mát sa cha nít đa rồ hồ tí nếp bà bồ cầm má bì tí ra sàng bí quăng. Và con cứ đọc lẹo lưỡi chỗ câu thứ nhì, con xin đọc lại lần nữa. Ba quy về ca ra sàng bí toa. Dạ con bị bệnh, con xin sám hối. Ba quy về ca ra sàng bí toa ra sàng u ba sa mát sa cha nít đa rồ hồ tí nếp bà bồ thăm má bì tí ra sàng bí hoàng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc lần nữa. Ba quy về ca ra sang bis toa ra sang u ba sa mát sa cha nít đa rồ hồ tí níp bà bồ thầm ma bì tí ra sang bí quăng. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm, vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Di Đức, kính lễ cô tu, kính lễ cô tu nữ tuệ duyên và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép đọc câu pháp cú kinh số 205. Dạ cảm ơn cô Metta, cô tuệ duyên và Dung Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Ba quy về ca ra sang bít tòa ra sang u ba sa ma sa cha nít ta rồ hồ tí ni bà bồ thầm ma bì tí ra sang phi quăng. Ba quy về ca ra sang bít tòa ra sang u ba sa ma sa cha nít ta rồ hồ tí ni bà bồ thầm ma bì tí ra sang phi quăng. Ba quy về ca ra sang bít tòa ra sang u ba sa ma sa cha nít ta rồ hồ tí ni bà bồ thầm ma bì tí ra sang phi quăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba quy về ca ra sang bít tòa ra sang u ba sa ma sa cha nít ta rồ hồ tí ni bà bồ thầm ma bì tí ra sang phi quăng. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Nam Mô Bụt Tha Giá con đã đọc xong mà. Con kính nhất là cho đạo tràng. Dạ con kính chào. Dạ con xin, hồi nãy con đọc nó chưa có được ấy, bây giờ hôm nay con, dạ con xin đọc lại. Cái gì ngài và các cô sử lại cho con những cái ông nói giữa các câu á, dạ con xin đọc ạ.
Con xin đọc lại câu pháp cú 205. Bá quý que cá xá, dạ vâng, bá quý que cá rá sân biết to, rá sân ốc bá xá má xá chá, nít tha rô hô tí, nít tà bồ, thăm má bì tí rá sân bí quăng, bá quý que cá rá sân biết to, rá sằng úp bá xá má xá chá nít thà rồ hô tí nít bà bồ thăm má bì tí rá sằng biết quần bà quý quê cá rá sằng biết tòa rá sằng úp bá xá má xá chá nít thà rồ hô tí nít bà bồ thăm má tì tí rá sằng bí quăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp vị hỷ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bí quê, bí, bá quy quê cá rá sằng bí tòa, rá sằng út bá xá má xá chá nít thà rồ hồ tí nít ba bồ thăm má bì tí rá sằng bí quăng. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm ba hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ con xin phép gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Con có sai chỗ nào thì con kính xin ngài sửa lại cho con. Con cảm ơn ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Mai Ba. Dạ Dung Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 205 ạ. Bá quý quê cá rá sằng bít tòa, rá sằng ô bá xá má xá chá, nít tha rồ hồ tí nít bà bồ, thầm má bì tì ra sằng bí quăng. Bá quý về cá ra sằng bí tòa, ra sằng ú bá xá má xá chá, nít tha rồ hồ tí nít bà bồ, thầm má bì tí ra sằng bí dăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba quý về cá ra sằng bí tòa, ra sủ bá xá má xá chá, nít tha rồ hồ tí nít bà bồ, thầm má bì tí ra sằng bí quần. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngời, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thú, câu Phật ngôn 205, quý vị đã thể hiện rất tốt. Sư Dung Nguyễn lần thứ hai, Sư Dung Nguyễn đọc thì chỉ còn bóc có một từ, tại vì nôn nóng. Và thật sự ra thì giọng đọc như vậy đã ổn định lắm rồi. Cái chữ Nidaro, chứ không phải là chữ Đa.
sử dụng thân chú ý cho này ha. Nidaro, dòng bệnh Daro ha. Chỉ có một cái từ đó thôi. Hôm nay cái câu này cũng hơi chắc chắc, nhưng mà quý vị đọc như vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ chúng tôi xin ôn lại và đi qua cái giọng kệ. Pavi về karasang bhittwa rasang upasamat sajanik daro ho tinik ba bo tham mavi tirasang tiwang. Pavi về karasang bhittwa rasang upasamat sajanik daro ho tinik ba bo tham mavi tirasang tiwang. Đó là giọng kinh chúng ta nhấn mạnh trường âm và đoạn âm. Và bây giờ qua giọng kệ thì giọng kệ quý vị biết rằng một câu 8 từ thì chúng ta chia ra làm hai, thế rồi chúng ta có được một âm giọng lên xuống. Và thường thường á, đọc giọng kệ thì phải hai câu liên tục, hai câu nó mới bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Bây giờ chúng ta kể trước để quý vị chú ý ha. Và liên giọng mới được ha. Bao quy quê cá ra sang bình toàn ra sang u ba sa măng sa thang ninh đa rô hô tì nếp ba bồn thầm ma vi tí ra sang vi quần. Bao quy quê cá ra sang bình toàn ra sang u ba sa măng sa thang ninh đa rô hô tì niệm ba bồn thầm ma vi tí ra sang vi quần. Ba quy quê ca ra sang bình toàn ra sang u ba sa măng sa chà nên đa rô hô tì niệm ba bồn thầm ma vi tí ra sang vi quần. Để nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Rồi, bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Sa thú lành thay, và con kính tri ân ngài, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ, và cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Nhật Ta. Dạ, bây giờ qua câu kệ, tự nhiên cũng xin tuân lệnh và không biết có giống hay không thôi. Dạ, con xin kể câu hấp cứu số 205. Ba quy quê ca ra sang bi tòa ra sang u ba sa mạc sa cha nip đa rô ti nip ba bồ thamma piti rasang viwang bhavi veka rasang bhitva rasang upasamat saja nibdaro tinibbabo thamma biti rasam biwam bhavi veka rasam bitva rasam upasamat saja nibdaro vinibbabo thamma biti rasam biwam. Đã nếm vị độc cư
được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Là phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ. Còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giáo Đức. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cành Đạo. Dạ, kính mời chị. Cảm ơn cô tu nữ kể gì. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sàng Khà giá. Còn kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, cô tu nữ kể gì. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô tự nhiên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 205 ạ. Vi vê ca ra sang vít toa ra sang u ba sa ma sa cha nít tha ro ho ti nít ba bô tham ma bi ti ra sang bi quang ba vi vê ca ra sang vít toa ra sang u ba sa ma sa cha Nittha roho ti nip ma bo Thamma bi ti ra sang bi vang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba Bà vi vê ca ra sang bích toa ra sang u ba sa mát sa cha nít tha ro ho ti nít ma bô tham ma bi ti ra sang bi quang. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ. Còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thai, dạ con xin được đảnh chư tôn đức nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được kể bài pháp cuối kinh số 205. Cảm ơn chị Meta. Dạ, cảm ơn cô Tự Duyên cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu và cảm ơn Hạnh Dung. Dạ, không biết sao giờ thấy to tín hiệu nhìn lên bảng mẹ mất tiêu. Dạ, cảm ơn Hạnh. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng ạ. Bà quy quê ca ra sang bê to ra sang u ba ra ma sa cha nếp đa rô hô tị nếp ba bố tham ma bi ti ra sang vi văn. Bà quy quê ca ra sang bê to ra sang u ba ra ma sa cha nếp đa rô hô tị nếp ba bố tham ma bi ti ra sang vi văn. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Và đây chuyển bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Bà quy quê ca ra sang bê tơ ra sang u ba ra ma sa cha ít đa rô hô tị nê ba bô tham bi tê ra bi ba ra sang bê tơ ra sang u ba ra ma sa cha Điệp đa rô hô tị niệp ba bố thăm ma Bi tê ra sang bi quăng. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? À? Sao Nhật Quỳnh thấy Trần đạo Quỳnh về nguồn chạy ra mất tiêu hết trơn rồi. Dạ, cảm ơn đạo. Vô nhiễm vô lo có từ giáo pháp sẵn so được nào là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị chị Metta, Hạnh Dung, Hạnh Nguyễn, Xích Niệm Từ và xã thủ bàn tay Hạnh Dung. À, nam mô Bích Thaya, nam mô Tham Maya, và một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và kính chào đạo tràng. Con xin phép kể pháp cú kinh số 205 và cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bà quy quê ca ra sang bít toa ra sang u ba sa ma sa cha nít đa rô hô tì nì ba bô tham ma bi tì ra sang bi quăng. Bà quy quê ca ra sang bít toa ra sang u ba sa ma sa cha nít đa rô hô tì nì ba bố tham ma bi ti ra sang bi quăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba quy quê ca ra sang bi toa ra sang u ba sa ma sa cha Ninda roho ti nipabo Thamma biti rasang biwang. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị ăn như khó ngờ. Còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Giờ con đã đọc xong ạ. Giờ con đã kể xong. Giờ con kính mời đạo tràng, giờ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin kể câu pháp cú 205. Bà quý quê ca ra sang biết toa ra sang u ba sa mát sa cha nịch đã rô hô tì nít ma bô thăm ma bi tê ra sang bi quăng. Bà quỷ quay ca ra sang bi tinh toa ra sang u ba sa mát sa cha
nịch đà rô hô tì nít ba bô tâm ma bi ti ra sang bi quăng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ xin đạo tràng thông cảm, âm thanh ở nhà con ồn quá. Dạ bị nhà cũng chật, thành ra không có tránh khỏi được. Dạ con xin kể tiếp ạ. Bà quỷ quê ca ra sang bít toa ra sang u ba sa mát sa cha nịch đà rô hô tì nít ma bô thẩm ma bi tê ra sang bi quang. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng. Dạ một dạ con lần nữa xin kính đảnh lễ ông Đức Phật, ông Đức Giáo Pháp, ông Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Và con kính chào đạo tràng ạ. Con xin kể câu pháp cú 205. Dạ, cho con biết tín hiệu có nghe con nói không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô cảm ơn cô Mít Ta và cô Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin kể câu pháp cú 205 ạ. Bà quý quê ca ra sang bí ta ra sang lập ba sa ma sa cha nít ta ro ti nít ba bo tham mang bí ti ra sang bí quang. Bà quý quê ca ra sang ba ti ti ta ra sang ốp ba sa ma ta cha ni tha ro ti ro ti ni ba ro. Xin lỗi con đọc lại, con kể lại ạ, con sám hối ạ. Ba quê ca sa ra sang bi ta ra sang ốp ba sa ma sa cha nidha roha ti nidha bo tham ma ti bi ti ra sang bi quang. Ba vi ve ca ra sang bi pa ra sang lo pa sa ma sa cha nidha roha ti nidha bo tham ma bi ti ra sang bi quang. Ba vi ve ca ra sang bi ta ra sang ba sa ma sa cha nít tha ro ho ti nít ta bo tham ma bi ti ra sang bi quang. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba quy quê ca ra sang bi ta ra sang ốp ba sa ma sa cha nít tha ro ho ti nít ba bo tham ma ba ti ti tham ma bi ti ra sang bi quang. Nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khó ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, có từ giáo pháp sánh so được nào. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giả. À,
sa thủ, quý vị có những giọng kệ rất là hay, và nhất là Sư Ca Dung Khán ha. Khi mà kệ có được ca phù hòa của những con chim nghe cũng rất hay, không bị phân tâm, đó là một điều rất là tuyệt vời ha. Câu Phật ngôn 205 xin ngôn lại một lần và chúng ta đi vào duyên sự. Ta quy về ca ra sằng bích tòa ra sằng u ba sa ma sa cha ni cha đồ hồ ti ni ba bồ thầm ma bì ti ra sằng bi quần. Ta quy về ca ra sằng bích tòa ra sằng u ba sa ma sa cha ni đa đồ hồ ti ni ba bồ thầm ma bì ti ra sằng bi quần. Để nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, không nếm được vị pháp hỷ. Câu Phật ngôn 205 được Đức Phật Thích Ca khi Ngài gửi tại thành quê Sa Ly và đề cập đến một vị tỳ khưu. Khi mà Đức Phật tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, từ nay đến 4 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch niết bàn. Cái vị trí này chính Đức Phật Ngài ngự tại cái tháp Pa Hoa, khi Ngài bị bệnh kiết lỵ trên con đường về Kusinara thì Ngài ngự tại cái tháp Pa Hoa này. Và khi mà Ngài Ananda theo phục vụ mệt mỏi, buổi trưa vừa bước chân ra ngoài thì chính lúc đó Ma Vương đã xuất hiện và thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật Ngài mới nói với các vị, với Ma Vương rằng, từ nay cho đến 4 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. Khi mà nghe xong như vậy thì Đức Ananda mới cầu thỉnh Đức Phật ở lại với thế gian này. Nhưng mà Đức Phật nói rằng các pháp hữu vi thật không bền vững, có sanh và có diệt. Khi mà nghe xong như vậy thì cả 700 vị tỳ khưu ở gần Đức Phật phát sanh lên một cái sự kinh cảm. Cả chư thiên văn đậu tận cũng phát sanh lên một sự động tâm về cái pháp hữu vi vô thường. Còn những vị tỳ khưu phàm thì không cầm được nước mắt. Các vị tỳ khưu phàm này, tức là những vị phàm tăng, họ đã thành tình nhóm đi quanh xung và hỏi kiến với nhau rằng, chúng ta phải làm gì đây khi mà Phật Đạo Sư viên tịch không còn trên thế gian này nữa. Khi đó thì có một vị tỳ khưu tên là Tích Xá. Vị này tự nghĩ rằng, nghe nói còn 4 tháng nữa Đức Bổn Sư sẽ nhập vô dư Niết Bàn, thế mà ta chưa có diệt được tham ái, ta phải nỗ lực hành đạo đắc chứng đạo quả trong khi mà Phật Đạo Sư còn tại tiền. Và thế là cái vị này nguyện hành sa môn pháp trong cả 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi, sống độc cư, không thân cận với chư tăng hoặc là không trò chuyện với một vị tỳ khưu nào cả. Chư tăng nói với vị ấy rằng, này hiền giả, tại sao mà hiền giả lại làm như thế? Vì đó cũng không màng đến câu chuyện của chư tăng nói thế này thế kia. Chư tăng thấy vậy mới đem chuyện này trình lên Bậc Đạo Sư. Và Đức Thế Tôn và Đức Thích Xá không có kính nể Đức Thế Tôn. Đức Phật mới cho gọi Đại Đức Thích Xá đến và hỏi rằng, này Thích Xá, vì sao mà ngươi lại làm như vậy? Đại Đức Thích Xá trình bày cái sự việc mình suy nghĩ lên Đức Phật. Và khi nghe xong thì Đức Phật tán thán và nói rằng, này các vị kheo, những vị nào mà yêu mến Như Lai thì hãy nói theo gương của Thích Xá này. Dầu ai có cúng dường hương hoa, tràng hoa đến với Như Lai, Như Lai không gọi họ cúng dường Như Lai một cách cao thượng đâu. Trái lại, những ai hành đạo đúng theo chánh pháp, chính họ là người cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 205 này.
xong chưa? Ta quy về các ra sẵn tích tùa ra sẵn u ba sa ma sa cha ni đa rô hồ ti ni ba bồ thầm ma bi ti ra sẵn phi quần để nếm vị độc cư được hưởng vị nhàn tịnh không sợ hãi không ác nên được vị pháp hỷ. Và sau khi thức lên câu Phật ngôn này thì Đại Đức Thích Xá đã chứng đắc thánh quả A-la-hán và đại chúng thính pháp đều hưởng được hương vị lợi ích. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng nhân lành tuy có thiếu công phu để cầu mong quả đặc thù, đời ta sẽ ở lại bao lâu bao thù, cúng dường hạ cấp đành buông bỏ, hành đạo cao nhân quyết tiến tu, tăng chẳng thấu tình đem xử lý, thầy khen một tiếng khỏe chăng tu. Như vậy qua câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng định được vô thường, hữu sanh hữu diệt. Dù là bậc đạo sư nhưng mà ngài cũng phải bị cái quy luật của vô thường chi phối. Tức là chúng ta thấy ngũ uẩn ma vương, pháp hành ma vương, chư thiên ma vương, nhưng mà tứ thần ma vương, chính Đức Phật cũng bị tứ thần ma vương chi phối, hữu sanh hữu diệt. Ăn thì phải chịu khổ mà có ý cái định luật vô thường. Dầu là Đức Phật ngài cũng phải xả bỏ cái sắc thân này đối với thế gian. Thì như vậy khi mà định chuyển ở đây chúng ta thấy Đức Phật ngài chuẩn bị nhập vô dư niết bàn trong 4 tháng thì chư tăng mới than khóc buồn rầu. Đó là những vị phàm tăng nghĩ rằng những lời di huấn tối hậu của ngài sẽ ban bố ra trước khi ngài nhập diệt, và các vị tỳ khưu buồn phàm này thì than khóc âu sầu buồn bã tiếc thương. Nhưng mà trong cái sự buồn bã âu sầu tiếc thương như vậy thì có một vị phát hiện ra vì cái sự suy nghĩ rằng Phật đạo sư còn thì chúng ta phải thể hiện cái sự tu tập của mình để đền đáp cái công ơn của thầy tổ và vị này cố công thành đạo. Nhưng mà trong cái sự tu tập của mình để tạo ra một sự hiểu lầm là cái vị này không kính lễ, không thương kính, không mến tiếc Đức Thế Tôn. Cho nên ngài chuẩn bị ra đi mà mình cứ dẫn dưng lo chính cái bản thân của mình và đem cái chuyện này trình với Đức Phật. Nhưng mà ngược lại Đức Phật không quở rầy vị tỳ khưu Thích Xá mà ngài còn tán thán, còn khen thưởng. Và khi ngài chích câu Phật ngôn này 205 này thì cái vị tỳ khưu Thích Xá đó chứng đắc thánh quả A-la-hán. Vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học, dù là cha mẹ, dù là anh em, dù là những người thân mến nhất của chúng ta, khi đối xử thì bản thân của chúng ta phải đo cho chính mình và lấy cái người đó làm đối tượng để chúng ta quán rằng người đó đi và chúng ta một ngày nào đó cũng phải ra đi, trước sau cũng chết và sự chết họ đến trước, chúng ta sẽ đi theo sau. Đó là một quy luật. Và với câu Phật ngôn này, đó là một bài học để chúng ta theo lời Phật dạy, tự mình thắp rút lên mà đi, tự mình là một khái đảo, tự mình là một nơi nương nhờ cho chính mình. Bên chào Vinh Kinh vừa đến Pháp hội. Đang còn lại quý vị có ý kiến như thế nào về câu Phật ngôn 205? Xin mời về tay quý vị ạ. Alo, vị nào còn có ý kiến gì không ạ? Bởi vì chúng tôi đang ở
tiểu bang Atlanta, nơi của Ngài Chánh Thân. Đây là một bản kinh khác. Ngài Chánh Thân là một cái vị mà dịch về tâm tạng song ngữ trong hội Pali Tết. Thì chúng tôi qua đây có một vài công chuyện, mình thì mong quý vị thông cảm. Trong thời gian mà đi đây đi đó thì cái đường truyền không được tốt. Quý vị cũng quan hệ ha. Rồi thấy bàn tay xích kim ha, mới đưa tay lên và bỏ xuống, phải không ạ? Rồi mời xích kim. Con kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư còn có 5 phút nói làm sao được mà sư cứ kêu lên cho ý kiến gì nói, có mấy phút nói chưa xong, nói xong nữa là hết giờ rồi. Con chỉ nói đại khái thôi. Ý trong câu này là đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Khi mà chữ độc cư có nghĩa là một mình tức là đâu sống chung với ai đâu, có nghĩa là ly gia, ly dục, ly tham, ly ái. Được hưởng hương vị nhàn tịnh là hương vị an lạc, tịnh tịnh đó. Rồi không sợ hãi, không ác, không ác tức là không có tâm sân, không sợ hãi tức là mình tham, mình muốn cái đó thì mình muốn dính mắc cái đó, mình không muốn bị mắc thì mình sợ hãi, thì không còn tâm tham, không còn tâm sân. Nếm được vị pháp hỷ, pháp hỷ thì theo con nghĩ khi mà vô mà người ta đắc các từng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì thường có pháp hỷ, thì đó vậy ông này đã nếm được cái pháp hỷ về thiền định rồi, cái tâm không sợ, không tham, không sân. Không tham không sân tức là có cần nghĩ rằng đó là tâm xả, hương vị nhàn tịnh tới an lạc rồi. Mà độc cư tới ly gia, ly dục, ly ái, ly tham tức là sư này, ông vị sư này đang tu về pháp siêu thế. Thành ra khi mà Đức Phật nói, ông Đức Phật đọc câu kệ này thì ông này cố gắng tu như vậy, ông đắc quả A-la-hán, thì con nghĩ cái câu kệ này Đức Phật muốn nói rằng rồi cho dù mà có Đức Phật ở bên cái Đức Phật, gần bên Đức Phật vậy đó, mà không có học tập cái giáo pháp của Đức Phật, mà không có hiểu, không có hành theo đúng giáo pháp của Đức Phật, thì cho dù ở gần bên, ngay bên cạnh của Đức Phật thì cũng không có làm, không có nghĩa lý gì, cũng không có ích lợi gì hết. Nếu mà xa Đức Phật ở ngàn dặm hay không có Đức Phật, hay Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà chúng ta học cái những giáo pháp của Đức Phật và chúng ta hành theo đúng như giáo pháp của Đức Phật thì mới là đã trả ơn và hiểu trả ơn những cái gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì con nghĩ câu kệ là như vậy đó. Thì con chỉ nói vài cái thôi, lần sau con sẽ không lên nói nữa đâu, tại sư kêu hoài con mới lên, chứ thật là không đủ giờ để nói những gì đâu, chia sẻ cái gì nói còn chưa xong, hết giờ rồi. Thôi con xin trả máy lại, con cũng gần đi học rồi. Còn nếu có gì sai trái xin quý vị tha lỗi và sửa chữa. Chúc quý vị được một buổi chiều an vui. Chào bye bye. Sa thu, sa thu, Sikkim cũng lên đẩy của câu Phật ngôn này. Và mục đích của câu Phật ngôn này tức là chúng ta phải tự xử, phải tự lo cho chính bản thân của mình, không có ý lại nơi một cá nhân nào khác, dù đó là thầy mình, dù đó là cha mình, là mẹ mình, hoặc là những người thân của mình, mà mình phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đó là ý nghĩa của câu Phật ngôn 205. Hôm nay sự sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tham thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và tiện nam tín nữ, luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh đạt. Ete na san cha qua te na so phi vô hô tụ sa phạ đà. Do lời chân thật này, kinh dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong quan hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Ya. Xin mời sĩ Hồng Nhật để một cuộn băng và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.
Alo, sư Công Nhật. Thank you.
Thế Tôn hiệu là Thế Tôn, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Đức Thế Tôn hiệu là Bút-đô Phật, bởi Ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với.